Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay.com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài Phương pháp thuyết minh sách giáo khoa ngữ văn 10 tập 2 trang 48 Chúng ta đi vào phần thứ nhất, tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh Việc lựa chọn, vận dụng và phối hợp các phương pháp thuyết minh cần thân theo các nguyên tắc, không xa rời mục đích thuyết minh, làm nổi bật bản chất và nét đặc trưng của sự vật hiện tượng, làm cho người đọc, người nghe tiếp nhận dễ dàng và hứng thú. Người học cần rèn luyện kỹ năng nhận thức, phân loại các phương pháp thuyết minh, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng các phương pháp thuyết minh vào những bài tập cụ thể, từ đó có kỹ năng vận dụng phương pháp thuyết minh vào văn cũng như trong cuộc sống. Chúng ta sang phần thứ hai, một số phương pháp thuyết minh. Ngoài các phương pháp thuyết minh đã học ở trung học cơ sở, nêu định nghĩa, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, phân loại, phân tích, còn có những phương pháp khác như thuyết minh bằng cách chú thích, thuyết minh bằng cách giảng giải nguyên nhân, kết quả. Một nhỏ là ôn tập các phương pháp thuyết minh đã học Đọc đoạn trích sách giáo khoa trang 48, 49 và trả lời các câu hỏi: là cho biết tác giả mỗi đoạn trích đã sử dụng những phương pháp thuyết minh nào? Phân tích tác dụng của từng phương pháp trong việc làm cho sự vật hay hiện tượng được thuyết minh càng thêm chuẩn xác, sinh động và hấp dẫn. Đoạn trích về Trần Quốc Tuấn Sử dụng phương pháp liệt kê nêu ví dụ. Với việc sử dụng phương pháp nêu ví dụ, những tên tuổi được nêu ra như Giá Tượng, Ít Kiêu, Phạm Ngũ Lão, trần Thị Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực, đã làm cho vấn đề được thuyết minh trở nên rõ ràng, chính xác và có sức thuyết phục. Đoạn trích về Ba Sô. Sử dụng phương pháp giải thích, phân tích nhờ việc sử dụng phương pháp ấy để thuyết minh mà các bút danh của ba sô được giải thích một cách rõ ràng cung cấp hiểu biết bất ngờ thú vị đoạn trích trong văn bản con người và con số sử dụng phương pháp dùng số liệu và so sánh để tạo ấn tượng và sức hấp dẫn và đoạn trích về nhạc cụ Sử dụng phương pháp giải thích, phân tích để làm rõ tính giản dị của nhạc cụ dùng trong hát chống quân Các loại hết thảy đều là đồ bò, cách sử dụng vô cùng dân dã nhưng âm thanh thật giòn dã Phương pháp thuyết minh này đã giúp cho người đọc hiểu được ý nghĩa của đối tượng, vừa cung cấp hiểu biết mới mẻ, thú vị Hai nhỏ là tìm hiểu thêm một số phương pháp thuyết minh A là thuyết minh bằng chú thích đọc lại câu văn ba sô là bút xanh đã dẫn trong phần luyện tập trước và trả lời câu hỏi. Câu văn ba sô là bút xanh không dùng phương pháp định nghĩa vì không nêu bản chất giúp phân biệt ba sô với những nhà thơ khác mà dùng cách chú thích cung cấp thêm một thông tin để làm rõ hơn về đối tượng. so sánh phương pháp nêu định nghĩa và phương pháp chú thích. về tiêu chí giống thì cả phương pháp nêu định nghĩa và phương pháp chú thích đều có công thức a là b về khác nhau phương pháp nêu định nghĩa thì nêu thuộc tính tính chất cốt lõi nhất của đối tượng nhằm phân biệt đối tượng này với đối tượng khác và đòi hỏi độ chính xác và tính toàn diện cao còn phương pháp chú thích thì nêu tên gọi khác hoặc đặc điểm khác của đối tượng nhưng không có tác dụng phân biệt đối tượng này với đối tượng khác vì không phản ánh phản chất thuộc tính toàn diện của đối tượng và mềm dẻo linh hoạt và dễ sử dụng. B là thuyết minh bằng phương pháp giảng giải nguyên nhân kết quả. Đoạn văn có hai mục đích là nói về niềm say mê cây chuối của Ba Sô và lai lịch bút xanh Ba Sô, trong đó mục đích thứ hai là chủ yếu. Đây chính là mối quan hệ nhân quả, đoàn trích đã được trình bày một cách hợp lý và hấp dẫn bởi vì người viết đã sử dụng phương pháp thuyết minh phù hợp với đối tượng thuyết minh. Nhờ đó mà hình ảnh thi sĩ Ba Sô cùng bức danh của ông hiện lên một cách sinh động và sâu sắc. Chúng ta sang phần 3, yêu cầu đối với việc vận dụng phương pháp thuyết minh. Từ những dẫn chứng trong bài học anh chị nhận thấy người làm văn căn cứ vào đâu để quyết định chọn phương pháp thuyết minh nào trong bài nói hoặc bài viết của mình? Để lựa chọn phương pháp thuyết minh cần căn cứ vào mục đích thuyết minh. Việc vận dụng phương pháp thuyết minh nhằm đặt tới mục đích chủ yếu là nói cho thật rõ về sự vật hay hiện tượng, nhưng đó có phải mục đích duy nhất không? Những dẫn chứng được nêu trong bài học cho thấy phương pháp thuyết minh còn được vận dụng để đạt tới mục đích nào khác nữa? Việc vận dụng phương pháp thuyết minh nhằm đạt được mục đích thuyết minh, làm nổi bật bản chất và đặc trưng của đối tượng, làm cho người đọc, người nghe dễ tiếp nhận và cảm thấy hứng thú. Chúng ta sang phần 4, luyện tập. Câu hỏi thứ nhất, nhận xét về sự lựa chọn, vận dụng và phối hợp phương pháp thuyết minh trong đoạn trích Hoa Lan Việt Nam. Tác giả đã phối hợp nhiều phương pháp thuyết minh như chú thích, phân loại, liệt kê nêu ví dụ về hoa lan một loài hoa được ưa chuộng. Phương pháp chú thích, hoa lan được người phương Đông tôn là loài hoa vương giả, nữ hoàng của các loài hoa. Phương pháp phân tích, giải thích, họ lan được chia thành hai nhóm, nhóm phong lan, lớp thả mục Phương pháp nêu số liệu chỉ riêng 10 lời của chi lan hài vệ nữ cho thấy sự đa dạng tuyệt vời của hoa, của lá về hình dáng và màu sắc. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng yếu tố miêu tả hấp dẫn cánh môi cong lượn như gót hài, cánh hoa trong mảnh đang bay lượn. Đoạn trích cung cấp hiểu biết, trí thức về lan, loài hoa được ưa chuộng. Để viết được những đoạn trích như thế, điều kiện cần thiết đầu tiên và cơ bản là người viết phải có những hiểu biết thật sự khoa học, chính xác, khách quan về loài hoa lan của Việt Nam. Câu hỏi thứ hai, trong một buổi giao lưu với bạn bè quốc tế, anh chị muốn giới thiệu với các bạn một trong những nghề truyền thống của quê mình trồng lúa, nuôi tầm hay làm đồ gốm. Hãy viết lời giới thiệu của anh chị thành một bài văn thuyết minh dài khoảng 500 chữ. Cô sẽ gợi ý cho các em giới thiệu về nghề truyền thống làm đồ gốm. Có những ý sau đây. Gốm là một nghề truyền thống lâu đời của nước ta, đặc biệt là ở Bát Tràng, ngoại vi Hà Nội. Tiếp theo chúng ta sẽ nêu các bước để làm nên một sản phẩm gốm Bát Tràng. Sau đó là nêu tính chất của các nguồn nguyên liệu tạo cốt gốm và việc tạo dáng đều làm bằng tay trên bàn xoay. Và cuối cùng chúng ta khẳng định nghề gốm bát tràng chẳng những là nghề quan trọng cho nhân dân láng bát tràng mà còn trở thành biểu tượng của các làng nghề thủ công truyền thống của nước Việt Nam ta. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành soạn bài phương pháp thuyết minh các em hãy truy cập vào trang lời giải hay com để tham khảo những bài soạn khác nhé chúc các em học tốt